Tỉnh ngộ và cơ diệt vong. Tác giả Khai Tâm. Chiếu theo bài Thánh giáo thứ 69 trong Thánh ngôn Hiệp Điển quyển 2, giáng cơ ngày 12 tháng 5 năm Canh Ngọ, dương lịch 6 tháng 6 năm 1930. Đức Nhà Ngâm đạo trưởng chỉ dạy thiên điều đã cận kề, biển khổ phải đắm chìm, nhân loại phải biết tỉnh ngộ, ngõ hầu tránh cơ diệt vong. Tỉnh ngộ hay tỉnh giấc là thức tỉnh hoặc tỉnh thế, là việc hiểu biết những điều trước đây chưa biết đến, có nghĩa rằng ta chưa từng nhận ra lỗi lầm, hoặc chưa thấm nhiễm mùi đạo, tìm cách thoát ly khỏi trói ràng vật chất, mà không ngừng tinh tấn, phát huy con đường chánh để trở về với giá trị thiện niệm, yên nguyên, theo thánh tâm đã được đặt để trong sứ mạng tấn hóa, khỏi kiếp tầm thường, thoát ly mùi khổ trần gian. Sự tỉnh ngộ rất cần thiết trong đời người, dẫu không sang bờ giác, cái thức giác ấy đã đánh động lương năng, lương tri. Ta biết cách Phật trí tri, chính tâm tu thân, tầm con đường chân chánh, giải quả tiền thiên. Giá trị tỉnh ngộ đem lại năng lực cứu cánh, tránh chìm giấc mộng nam kha trầm luân, tưởng nghĩ đời là cõi thật mà cố gắng tạo dựng địa vị vững chắc nơi thế gian. Người tỉnh thức thì có thể cải tà quy chánh, nương pháp đạo, vượt qua rào cản thế tình, nếp cửa nâu sòng, thực hiện theo chủ nghĩa cao đài thuần tí. Tỉnh ngộ xả thân tại Phạm Môn, khuyến tu hậu nhật độ sanh hồn. Thánh thi hiệp điển. Cơ diệt vong thường được nhắc đến, đó là trận tiêu diệt để làm cơ sàng sải quả địa cầu, làm sạch hoàng vũ. Bước từ thời kỳ giao chuyển hạ quân mạt pháp của tam chuyển sang thượng quân thánh đức của tứ chuyển, linh hồn con người không mất đi, nhưng cơ quan vận chuyển của tạo đoan xây biến. Người không biết tỉnh ngộ, cải tà quy chánh, bắt kịp sự tấn hóa của thiên thơ, thì phải trở nên gạt thổi huệ ân thiên liêng, lại bị trì trệ trên hành trình. Sống trong cái sóng giật giành, gẫm thua cầm thú hỏa thành diệt vong. Con đường thiên liêng hằng sống. Đạo cao đài mở ra cửa phạm, tức là cửa Phật, cho các đẳng chân hồn dục tiến đến cảnh tuyệt đối, thoát phòng sinh tử tử sanh. Nếu càng sớm tỉnh ngộ nương vào cửa phạm, thì có thể thoát cảnh diệt vong. Còn sống theo đời thì thân mình phải bị vùi lấp, chẳng khác cầm thú. Uổng một chân thần do Đức Phật mẫu ban, một chân linh cao khiết do Đức Chí Tôn ban, và khó thoát thảm cảnh diệt vong trong tương lai. Nhân loại còn hiện tồn đã bon chen trong chốn danh lợi, mê vật chất kim tiền, bị dồn nén đến cảnh đấu tranh quyết liệt, trường thảm cảnh chưa hề ngớt vì sự vô minh tham đắm thế tình. Khi đạo cao đài ra đời, nhờ cơ bút và những đặc ân trong thời kỳ đại ân xá, chúng ta biết đặng nhiều điều bí yếu, bí trọng trong kiếp sanh và địa hoàng này trong giai đoạn tận cùng. Dù rằng chánh pháp ra đời, nhưng cơ quan tận diệt hầu cận kề, thiên điều biến xoay, nhân loại khó mong thoát tai kiếp, biển khổ trầm luân, nên thân mình còn lặn trôi trong bùn nhơ như cá trên thớt, vùi dập khổ đau không ngớt, khó mong siêu rỗi. Bần đạo rất buồn cho nhân sanh chưa kịp nương bóng đạo, để đến đổi ngày nay thiên điều đã cận, nên biển khổ phải chịu đắm chìm, khó mong siêu rỗi đặng. Thiên điều kề cận, mùi đạo chưa hưởng, mà lòng nhân sanh còn tiều tụy, ngậm đắng chuốc cay, lủi thủi trong trường náo nhiệt đấu tranh. Tỉnh thức chưa thấy cái cảnh đắm chìm khó thoát, tay trời ách nước vẫn liên miên chưa hết. Chúng ta phải lặn hụp trong hang sâu ngõ thẳm, biết bao nghiệp oan nợ nước gánh quằn. Đạo là con thuyền từ rước người đắm, cứu sanh chúng trong cơ loạn ly đau khổ. Nhưng đạo chưa an, nghiệp chưa rồi, thiền bát nhã còn lên đên, khó vớt sanh chúng. Tất cả đều do nhân quả theo lực trả vai, một mãi không qua, phước họa phân minh theo công bình tạo hóa. Cũng nơi thiên tai ách nước, nhưng rất đau lòng dòm thấy muôn ngàn nhân loại lặn hợp chơi vơi vực thẳm hang sâu kia, mà con thuyền bát nhã cũng còn sóng dập gió dồi linh đinh trên biển khổ sông mê.
khó vớt người bị đâm. Lòng đại ái đại bi của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu luôn chan rưới khắp càn khôn vạn vật, cho nên mở nền đại đạo với chủ ý quy tụ khối thánh tâm thuần nhất, củng cố đức tin loài người làm một, tránh đi cái nhìn nhị nguyên phân rẽ, để loài người chấn hưng tâm lý, thay đổi tư tưởng, nhận rõ chân lý đạo trời mà tỉnh ngộ, hầu có thể vượt chông gai lần hồi giải khổ, âu thoát màn diệt vong cận kề. Đại đạo là một nền tôn giáo vốn mang tính chất nhất nguyên, đại thể và bản thể nhập thế để đưa người xuất thế. Cơ quan lập pháp cao đài đã nói lên tính thiên nhân hiệp nhất, để tỏ rõ cho chúng ta thấy sự diều dắt cận kề của quyền bính thiên liêng đối với sự sống còn của chúng sanh. Đạo là thuộc tính của cứu cánh và phổ độ, nên đã kỳ thực có thể hiện sừng sững giữa hoàng vũ để đọc tuyên ngôn cứu khổ chúng sanh. Những ai hữu duyên ngộ ra lý pháp, thuần hành đời sống đại đạo, viên dung tức dược, hữu duyên hữu phước trong chở che tu mang phổ hóa chân đạo và tâm. Còn ai dần đà hứa nay hẹn mốt, chờ non phất nhạn bay mới chịu tỉnh ngộ, tự thức ung dung tinh thần nép vào cửa phạm, thì vật đổi sao dời, tránh sau khỏi sự quẩn bách thể xác, đau khổ tâm hồn, chịu trong vòng lao lung khổ ải. Nền đạo thung dung được đứng sững trên cõi Việt mà đồng bọc che chở cho những kẻ hữu phước hữu phần. Nếu dần già tỉnh ngộ mà ung đúc cho cứng như khối tinh thần, để nay trở bước mai đổi đường, thì mảnh xác phàm tục kia tránh sau khỏi lối tan tành ra tro bụi. Ân hồng thiên liêng bao phủ bởi tình thương, nên có biết bao nhiêu đấng cao trọng gửi gắm lời giáo huấn, chỉ đường dạch lối, dạy từ nét từ đơn sơ cho đến nhiều điều thậm thâm vi diệu của đạo, để chúng ta được hưởng cơ màu nhiệm bước chân lập hành trình về với đấng cao đài. Tưởng chưa có nền giáo pháp nào có như đạo cao đài khai mở như ngày nay, được hưởng điều thánh giáo tỏ tường, như đêm đông có chăng, như cá có nước, như người đi giữa đường có rừng, có đuốc thiên dẫn lối, đưa đường thoát ra ngoài cảnh tối tăm lạc lối. Nếu chưa tỉnh ngộ hết dạ kính thành hai đấng nguồn cội thiên liêng, thì coi như bạc phước vô phần. Ai đã làm môn đệ cao đài, kính dạ tất thành, ngưỡng vọng ân huệ vô biên, trao sữa họp theo khuôn linh, có thể hưởng cảnh hung dung đầm ấm, đem đạo đức ứng dụng vào đời sống, thì chẳng khó chi rằng minh quang đạt cảnh tự tại thông dong nhàn nhã, hỏa biến phước kề kiếp trần mạng, thì cũng xong cái nợ trần đau đớn hồi quy cảnh cũ. Người đạo là người cầu chân pháp, vạch đường dọn lối, tự tạo phương thế lập vị cho mình. Đời có đạo dữ, đạo nhân lưng thẳng tròn, phải tinh tế biến họa thành phúc, xây đời tình cảnh trọn thế đạo tùng thiên đạo, để hưởng vẹt ngút mây xanh, ngó vào cảnh tự tại. Bần đạo khuyên khá hết dạ kính thành mà vọng ngưỡng nơi đấng Chí Tôn, thì con đường được thung dung đầm ấm. Chí ư đem họa cõng con biến đổi trong gia đình mà so sánh trành tròn với đức háo sanh của tạo hóa, thì đường đạo đức minh quang thể nào trông chờ bước tới nữa mà vẹt ngút mây xanh trông vào cảnh tự tại. Đạo cao đài là cơ quan đại ân xá, một dòng phổ độ toàn thể chúng sanh, đặng để bí pháp và lực tân pháp cho nhân loại chiêm ngưỡng và tu học đặng thành tựu. Hàng thánh thể của Đức Chí Tôn phải ly gia cắt ái, bỏ thói thường tình, đoạn thịt chia gia thương vạn loại, đem giọt cam lộ của Đức Đại Từ Phụ rưới khắp nơi, mới mong tròn trách nhiệm lớn lao đặng phú thác nơi mình. Dầu có tan xương nát thịt, khổ đau chập chồng, nhưng làm cho nền đạo được phổ hóa đến chúng sanh, gánh khổ cho đời, ban vui, vác khổ, thì sự hy sinh xứng đáng muôn ngàn. Còn gia tộc thiên liêng trong đại gia đình mấy em, nó vẫn trường tồn mãi mãi, bất tiêu bất diệt. Mấy em suy nghĩ điều ấy, kẻ nào hưởng giá trị ấy mới có hiểu cái mùi vị cao siêu của nó. Cái ơn ban thưởng của Đức Chí Tôn nó còn có giá trị và quý trọng hơn nữa. Thiết đạo của Đức Hậu Pháp
quyển 3, bài 30. Chẳng phải thánh thể không mà thôi, thể là người đệ tử cao đài cũng phải gẫm suy giáo pháp, nghiệm dòng triết lý, quan niệm phép tu thân, cân phân thế sự, vẹn tròn trách nhiệm, theo lời hồng thệ, cân sức phân tài, lau giọt nước mắt cho bạn đồng sanh, chúng ta có thể trả được những ơn dưỡng dục, sinh thành, phụ mẫu, hữu hình. Những cái ơn của hai đấng chí linh phải được trả qua đời sống hy sinh vì đạo, vì sự khổ của thế gian. Vì có cách đó mới có thể trả đặng ơn thiêng liêng của hai đấng tối cao ấy mà thôi. Trái tình ái tương thiên trong đại gia đình vẫn còn đó, bất tiêu bất diệt, khói thương yêu nồng nàn trong vòng tay của Đức Thượng Đế, Đức Phật Mẫu chưa hề phai, chỉ có gom lại thành một, chỉ có thêm mà không có bớt. Chúng ta tin rằng lời Đức Hộ Pháp là chân lý, để tạo lập gia tộc thiêng liêng hàng sống, hầu vững vàng đức tin, đi vào đời sống, đạo đức, gánh khổ cho đời, đem thân vào đạo, đem giáo pháp đại đạo, hoằng dương cho chúng sanh, thức giác, giàu có đau khổ chi chi, thì có tiếc chi một kiếp sanh, đánh đổi hạnh phúc thiêng liêng. Vào nơi đạo đức rồi, dẫu cho phải cắt ái ly gia, chia tình sẻ nghĩa, máu thịt đoạn ly, mà làm cho tròn trách nhiệm xứng đáng của mình, để hiến thân, chuộc sinh mạng cho muôn ngàn kẻ đồng bào, thì cái đau đớn thường tình, sự khổ tâm ở thế kia, đau khổ nào có tiếc. Tỉnh ngộ cải tà quy chánh, mới mong thoát cảnh diệt vong, thức giấc mộng trường ngàn thu, mai duyên gặp đạo, mau chân đem thân đổi lấy phúc vui tươi, nương cây cờ bảo sanh, nhân nghĩa đại đồng, mà thi hành thiệt phận, cho đi là hạnh phúc, lao giọt khổ của chúng sanh là tạo phước lạc cho mình, đền đáp công ơn cho hai đấng chí linh. Những bậc thánh trước kia cũng tầm đạo và tạo thiêng liêng vị mình bằng cách ấy, ấy là cử chỉ của bậc thánh trước, tìm mối chân đạo như thế, chư đạo hữu nên ghi. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Tạo Hóa Huyền Thiên Diêu Trì Kim Mẫu. Khai tâm ngày 2 tháng 9 năm 2023.